Hello hả? Hello mọi người. Trời ơi, nó nhiều quá bạn ơi. Hôm nay em dọn cái đống này mới trời. Hôm nay em dọn cái đống này nên là dế em sẽ xả bớt á. Để chiều nay em dọn kho ra ngoài mới chứ. Nên là em dọn bớt cho mấy chị cái đống này nha mấy chị yêu. Dọn bớt, dọn nốt hôm nay thôi nha. Chia sẻ livestream giùm em đi mấy chị ơi. Cuối tuần vô chia sẻ đi rồi à. Rồi tương tác lên xong cái mình dọn. Mình dọn hôm nay giá rẻ hơn cho mấy chị, thuê một tí nữa đúng không? Giá 69.000 là giá chuẩn nha. Mà hôm nay biết mình giảm cho mấy chị cho vui nhưng mấy chị ok không mấy chị yêu ơi nha. Nên mấy chị ơi giảm một hôm để em đưa nó ra ngoài, để trong cái chỗ này lại á, không có chỗ. Với lại em nghĩ dịch là chắc tuần, tầm tuần mới like lại quá. Tầm tuần bởi vì hàng không về được mấy chị ơi. Hàng về mới like nha. Nho, chia sẻ livestream chưa? Rồi để ai chia sẻ livestream với em kêu ta? Ai chia sẻ livestream với em kêu ta? Chưa thấy mọi người vô chia sẻ nha mọi người ơi. Mọi người vào rồi chịu khó tương tác chia sẻ livestream cho em đi mấy chị. Chia sẻ livestream giùm em nha để em chia sẻ ra. Mấy chế vào rồi tương tác lên giùm em đi mấy chị ơi. Tương tác lên hội nhóm, lên tác lên trang cá nhân giùm em nha. Chia sẻ đi mấy chế, hôm nay em hồi lắm. Hôm nay ra giá hồi chó bà ơi. Xong làm hàng chó bà nữa nha. Rồi tối nay không like đâu, chắc tối nay không like rồi. Mấy chị chia sẻ đi, chia sẻ giùm em tí đi. Lên hội nhóm, lên trang cá nhân rồi đi mọi người ơi. Thấy được Ngọc chia sẻ nè. Mấy bà vô mấy ông chia sẻ với tôi là tôi không có bán giá rẻ đâu. Tôi nói thiệt luôn á. Bởi giá em là giá em bao chúng chị bằng giá sỉ luôn. Giá hiện tại em bán nó bằng giá sỉ rồi. Nhưng mà hôm nay em xả nó mấy chị không chia sẻ nó thôi khỏi bé ba luôn. Khỏi like cho bà luôn mấy bà. Ok không mấy bà? Còn mấy bà vô mấy bà phải chia sẻ livestream cho em đi mấy chị. Tương tác với nhau lên mấy chị. Mới 11, 12 bà vậy trời. Hôm qua giờ nó bị mất tương tác lại rồi. Hôm qua giờ nó bị mất tương tác lại. Kỳ ghê á. Nó thích thì tương tác, nó không thích thì lên không tương tác. Hôm nay em ra bill luôn. Nên là với lại em dọn hết cái kho này. Không có like áo đâu. Bà áo đâu nó like. Hàng đâu có đầu like mấy chị. Hàng đâu mà like. Hàng Sài Gòn bây giờ không về được. Hàng Hà Nội đóng kho không về được đây này. Tôi còn đang điên đầu luôn á bà. Giờ này mà có hàng gì like hàng đó là may lắm rồi. Em nói thiệt luôn á. Bây giờ đố mà ai có hàng like luôn em nói thiệt. Bây giờ tỉnh Khánh Hòa mình nha, nó rất là gắt luôn. Hàng đi tất cả những cái tỉnh khác gửi về cho mình không được. Tất cả miền Nam, miền Bắc, miền Trung gì, các tỉnh khác mà gửi hàng về cho mình là không được rồi đó. Không nhận rồi đó mấy bà ơi. Chỉ nhận hàng thiết yếu thôi. Chỉ nhận hàng thiết yếu thôi. Dưới 5kg thôi mà quần áo bán thì ai gửi cho bà 5kg đâu đúng không bà. Đó nên bây giờ không có hàng đâu mấy chị, không có ai bà nào có hàng bán đâu em nói thiệt luôn á. Không phải là mấy bạn online mà chả có hàng like đâu. Chả có hàng like lắm. Em về được mấy kiện liên tục nên bây giờ mới còn hàng để like thôi. Mà áo rồi em không còn cái mấy chị thấy không. Cái lô này được 1.000 cái nên bây giờ em mới có like và em xả cho mấy chị mùa dịch thôi. Chứ còn mà hàng kêu bây giờ mà áo đòi xếp đồ trời ơi. Có chết liền luôn. Có chết liền luôn bà, tôi thiệt luôn á. Giờ hàng bà nào mà có hàng tôi chết liền luôn á. Mấy bà vô chia sẻ livestream đi. Bây giờ không bữa giờ không có like được hàng Sài Gòn. Cần phải nói là mấy tháng trời không có hàng Sài Gòn về rồi đó. Hàng thành phố Hồ Chí Minh là không đóng về được, nghỉ. Nghỉ xong rồi được mấy chuyến hàng Hà Nội về đó. Bây giờ cuối cùng cũng không về được nữa luôn. Cuối cùng cũng phải dừng lại. Không có hàng Hà Nội về luôn á. Giờ có được nhiều chơi nhiều nhưng mới chết. Mới chết vô livestream chưa? Ồ, ba mấy người vậy ta? Ba mấy người vắng dễ mang luôn. Hôm qua giờ sao vắng dù trời. Hôm qua giờ vắng lắm luôn á mọi người. Mọi người vô nhanh đi em xả nhanh rồi em nghỉ mấy chị ơi. Xả nhanh hôm nay nữa rồi nghỉ nè. Mới chết vô livestream chưa? Sao mà vắng dữ người ta? Quay và bán dễ mang hơn quá vữa hồ đồ bộ. Đúng rồi, bây giờ không còn bộ đồ bộ luôn. Hôm qua giờ khách nhắn tin hỏi đồ bộ mà không có bộ luôn thì sự luôn. Bây giờ nghĩ sao nguyên một kiện đồ bộ về mấy trăm bộ mà like đúng không like hết đúng bà. Rồi bà ơi bà chia sẻ livestream cho em chưa, sao vắng chưa người ta, sao hôm nay vắng chưa mấy chị, mới có ba mấy thôi, 30 à, 30 mấy chị chia sẻ giùm em đi mấy chị, chia sẻ giùm em đi em like cho nhanh nha. Hello chị, lâu quá luôn. Mấy chị chia sẻ livestream em lên đi em xả hàng cho một tí cho nhanh nè mấy chị ơi. Trời ơi vắng dễ mang luôn á. Mới ba mấy thôi à mấy chị chịu khó tương tác lên cho em nha. Nốt hôm nay ra bill hết nha mọi người ơi. Hôm nay em ra bill nha mấy chị.
hôm nay không ai dồn gì nữa cũng ra bill luôn, xong nghỉ á. Em nghĩ nó em bắt buộc phải ra bill nha mấy chế yêu, đừng ai hẹn hay gì nha. Còn muốn gì thì cọc chuyển khoản cho em dùm cái nha mọi người nha, đừng có cọc miệng không nha mấy chị yêu, bắt buộc phải chuyển khoản giữ hàng nha, không là xả hàng nha. Việc quá tiền đâu mà mua nữa. Thì bây giờ ai có tiền mới muốn mua, ai có tiền thì mua hàng rẻ mọi người. Thì mùa dịch em mới bán rẻ chứ ngày bình thường đâu có giá này đâu mấy trời. Ngày bình thường em muốn like cũng đâu có giá này đâu, làm gì có hàng mùa này đâu. Mùa này những cái shop trong thành phố Hồ Chí Minh nó không có kiểu không trụ nổi mặt bằng. Có những shop không trụ nổi mặt bằng mấy chứ hiểu không, thì mới xả hàng ra. Mà xả hàng ra thì mới có cho bọn em ôm, đứa nào có thì ôm ra được hàng thì like thôi đúng không. Chứ mấy chị nghĩ sao cái quần sọt bình thường em bán 95 ngàn, bây giờ em bán cho mấy chứ có 69 ngàn, 65 ngàn bằng giá sỉ, thì bắt buộc em phải bung tiền ra em ôm một số lượng lớn, rất là lớn thì mới có được giá này cho mấy chị. Chứ ai bán nguyên đai nguyên kiện mạc đồ này cho bà 65 ngàn, tôi lấy sỉ còn không có được giá này nữa. Hôm nay mới có giá này để like cho mấy chị thì phải vậy thôi, thì sợ luôn. Bây giờ trong đó những cái shop lớn kia mà nó còn đổ ra, nó còn vỡ ra nữa, đừng nói chi nó còn vỡ ra mà mấy chị. Shop lớn nó còn vỡ ra đó mọi người, để mà xả hàng ra đó mấy chị, đâu phải ấy đâu. Bây giờ dịch quá dịch mà. Mấy chị thích em like sọt không, em like cho, do hôm nay không có người á. Hôm nay không có người nên cũng không hoan hỷ. Hôm nay không có người thì thôi nha, ai muốn lựa gì thì không mòn lên cho em. Hôm nay em ra bill nốt đó mấy chơi, hôm nay ra bill nốt nha mấy chị ơi. Nốt hôm nay nữa là nghỉ mấy hôm rồi mới like lại, rồi nghỉ mấy hôm nha. Cái like hoài như này chán lắm, like hoài như vậy chán lắm. Rồi chị nào thích lên cái gì comment đi, thích lên cái gì comment đi mới chứ, để coi còn cái gì sale không. Hiện tại còn đồ sơ mi, còn sơ mi, còn mấy cái set nữa à, áo hết sạch rồi, áo hết sạch rồi mới chứ ơi. Rồi chị nào muốn em lên cái gì nha, có ring dài, có ring dài còn mấy cái xẻ cho nè, xả cho 100 ngàn, 101 ngàn gì xả hết luôn nha. Ok không mấy chế ơi, mấy chế ơi. Ủa rồi ôi, hôm qua giờ nó bị sao mà cái giăng bay nó không lên nổi nữa ta. Có ngày nó lên được 8-90, 8-90 nay nó lên không nổi. Trời ơi, già nó trong luôn á. Ai tiền gì like cho, không ai tiền thì nghỉ cũng được, không sao hết. Còn được mấy cái thôi em sẽ nốt 101 nha. Còn được mấy cái thôi em xấu, còn được mấy cái thôi sẽ nốt, sẽ nốt cho mấy chế 101 nha mấy chị ơi. Sao em 78-90 thì phải, 27-90 không còn 8 hay sao quá. Nói chung còn mấy cái đó sẽ nốt cho mấy chị với giá là, với giá là xả nốt giá 101 cái quần dài nha, ai lấy thì lấy nha, ai lấy thì lấy hết rồi. Áo em mặc kiểu em nói là em chỉ bán quần thôi, áo em mi mặc không có bán, mấy cái này em mua gì em mặc để em phối thôi, em chụp hình thôi mọi người ơi, em phối cho mấy chị thôi. Rồi hôm nay nói vô nè, chị nào kèm logo chia sẻ em giảm trực tiếp cho livestream này mỗi cái 5 ngàn luôn. Thay vì mấy chế mua được 3 cái trở lên có giá 65 ngàn đúng không, hôm nay mấy chị mua 2 cái vẫn có giá 65 ngàn. Chị hàng vô trước cộng sai giúp em nha. Hôm nay mấy chế mua bao nhiêu con cũng có giá 65 ngàn, nhưng em đi đơn từ 2 cái đúng không, 5 con hôm nay mấy chị mua với giá 59 ngàn cho em luôn. Ok cho mọi người, 5 con trở lên giá 59 ngàn luôn. Em xả qua một lần, chị nào thích em lên sai gì nói với mình lên sai đó cho mấy chị nha. Hôm nay nốt một ngày hôm nay nữa thôi, bí mi giảm để bí mi nghỉ với mọi người nha. Ok la chưa ạ? À? Ai lên ok không? Trời ơi xuất sắc luôn cái chân váy này của tôi. Cái chân váy này hôm bữa còn con này, ai chưa mua được không? Con này size L nè. Chân váy này hôm bữa bán 101 nè, hôm nay xả cho mấy chị với giá là xả cho 90 luôn đi. Cái chân váy này xả cho 90 luôn nha mấy chị. Hôm bữa em bán 101 ra xả cho 90 luôn. Ai lấy chân váy 90 size L nè. Chân váy đợt trước có like rồi nha mọi người. Mấy cái này là đợt trước em có like rồi. Cái lô mới đó. Còn lô này là lô sọt chứ ngốt. Sắp được cái gì like cái đó luôn. Vô like không? Xét đâu chị xem với. Xét gì đâu trời. Có gì đâu xét. Làm gì có xét gì, em chỉ like quần sọt thôi mà. Làm gì có xét gì đâu. Em chỉ like quần sọt thôi. Hôm nay em chỉ like quần sọt trong váy rồi thôi mọi người ơi. Rồi mấy chị đã vào chưa? Trời ơi, đang lên đường tí nói chưa kịp nói luôn á mà mới về xuống lại nữa bà ơi. Chiều này chán đời ghê luôn á.
Dạo này cái trang bay cái chán, nó thích thì lên, nó không thích thì thôi à. Có chân váy dài rồi luôn. Luôn hôm nay em sẽ nốt để em nghỉ nè mấy chị ơi. 2 ngày 3 ngày nữa mấy chị không gặp em đâu. Em nghĩ là em sẽ không gặp em đâu. Em không có like như bây giờ nữa đâu. Không like như bây giờ nha mọi người. Nghỉ mấy hôm chứ like hoài mấy bạn cũng chán đúng không? Còn bạn nào chưa mua được thì ít bữa nó mua lại giá khác cho em á. Bởi vì giá sẻ không ai mua thì thôi. Giá sẻ không ai mua thì thôi nha. Mấy bạn thích không tôi lên nè. Không thích thì thôi nè. Mấy bạn có thích không để tôi lên. Tôi biết ngỡ tôi lên. Còn không thì thôi để tôi biết gỡ tôi khỏi lên. Không thì thôi nè. Ngồi nói chuyện xong xuống nè. Nay chả có hứng gì. Hôm qua giờ bị gì á. Hôm qua giờ bị cái quần què gì không biết nữa. Cái này bán like đâu phải like ngày 1, ngày 2 hết đâu. Cái này đâu phải em like ngày 1, ngày 2 hết đâu. Nên em cũng chả quan tâm cho lắm. Tí nữa em làm bill đó nha. Đừng có má nào giật mồng chưa dồn đơn nha. Nha tí làm bill đừng có má nào giật mồng chưa dồn đơn nha mấy bà. Mấy em chửi cho không có like nữa đâu. Nghỉ cứ mấy ngày lượn. Còn không chuyển khoản hết cho tôi giữ đơn. Chứ má đừng có giật mồng cho tôi họ là giữ đơn nữa nha. Ngày hôm nay like nốt. Ngày hôm nay là nghỉ rồi. Like nốt rồi like chưa hôm nay không ai có nè. Live chưa hôm nay mà có 30 người coi là không ai chốt nè. Ai chốt thôi. Ok. Không ai chốt thì thôi. Ai bị làm đâu xong rồi ngồi á. Ai thích lựa thì nói em lên cho lựa. Ai thích lựa thì nói em lên cho lựa. Do hôm nay vắng quá mấy chứ. Hôm nay không biết sao vắng quá. Live bay vắng phải chuẩn luôn. Hôm nay vắng quá nha mấy trời. Nên ai thích lên gì thì báo em lựa cho. 80, 90 người chưa like được. Đừng có nói chi 30. 8, 90 chưa like được. Nói chi 30 đúng không á. Ai muốn lên thì nói em lên. Còn ai không muốn lên thì thôi nha. Ai muốn lên thì nói em lên cho. Trời mấy con này hôm qua con Duyên nó tìm không có luôn á. Con Huỳnh Lệ Duyên hôm qua nó tìm mấy con này em chả có chân váy cho nó. Hôm nay lò ra mấy chân váy đẹp phải. Hôm nay lò ra mấy chân váy quá xuất sắc. Quá trời xuất sắc là đẹp luôn. Quá trời xuất sắc là đẹp luôn nha mấy bà. Mấy bà thích lựa gì không? Không ai nói gì luôn. Hỏi không ai thèm trả lời luôn. Hỏi riết không ai thèm trả lời luôn mấy bà. Má chén trời ghê á. Chén đời vải trưởng. Chén đời vải sợ trưởng. Lên quần mặc size gì lên đi mấy bạn ơi. Mặc size gì tìm chó nhanh. Cả ngàn con tìm lâu lắm. Cả ngàn con tìm mệt đó là. Cứ lên size gì nói em tìm cho nha. Ai nhiệt tình mua like nha mấy bạn. Má hôm nay nhìn cái view trẻ hết hứng like luôn á. Hôm qua giờ cái view như cái quần què. Không có chút hứng gì like luôn á. Không hiểu sao á. Không hiểu sao luôn mấy bạn ơi. Không hiểu sao luôn á. Trong váy dài có không có một phát hả. Trong váy dài nó lâu quần kinh mã lạc qua mấy cái thôi. Đây nè. Con này size S nè. Ai chốt rách S bấm rách S nè. Mấy chị mà đi mua mấy con này. Mấy chị mua với giá 95.000 99.000. Chả ai bán cho nhà em 65.000 đâu nha mọi người. Em dám bao cho mấy chị luôn. Không ai bán cho mấy chị với giá 65.000. Mà cái lưng quần nó siêu cao sọt. Nó là sọt thái luôn nha mọi người. Không bao giờ có luôn nha. Em dám khẳng định luôn nha mấy chị. 65.000 con này mẹ rách. Ai bấm rách S bấm rách S nè. Con này size S nè. Rách S em lên con nào mọi người lấy thì lấy. Còn không lấy khi mà em bỏ bị vô. Em quăng hàng ra là tìm lại không có đâu nha mọi người ơi. Em tìm lại không có đâu á. Nó nhiều lắm không có tìm được đâu nha. Lên con nào thích thì chốt liền luôn. Còn không thích thì thôi. Chứ mà đã là bỏ vô là tìm được. Đùi trắng ai bán cho bà 65.000 má. Đùi trắng mấy bà đã shop mua mấy trăm ngàn. Chứ đâu cả 65.000 cho mấy má mua. Đùi trắng. Nè trong váy cái màu đây nữa nè bà. Màu xám chuột nữa nè. Trong váy có xám chuột nữa nè. Trời thề size L luôn nè. Thề luôn. Quần sọc trắng mà tôi đi mua toàn là hàng 200 mấy rẻ nhất. 180 có đâu 65.000 cho mấy má mua mấy má. Ôm được lô sọc này cả ngàn con mới ôm bán cho bà được giá này á. Chứ chả ai bán cho bà giá này nữa. Chứ đừng nói chơi là. Chứ đừng nói chơi. Hôm qua giờ không tìm mấy con. Con tôi ép cho chị ta.
Con quay giờ không tìm thấy con túi ít cho chị Ngọc ta. Má làm đơn như bả mà không thấy nè. Con này trong quấy luôn rồi. Con quay giờ em chưa tìm cho chị Ngọc được con nào luôn á chị Ngọc ơi. Này nhà em mấy chị không mua được, nó là mấy chị trả đi đâu mua được giá rẻ hơn. Hàng nhà em mà mấy chị không mua được, nó là trả đi đâu mua được giá rẻ hơn cái này luôn á. Trời ơi, siêu phẩm còn nữa à. Siêu phẩm. Qua nợ ai con nào vậy ta? Qua nợ chị Ngọc túi ép hả? Có trời. Hôm qua nợ chị Ngọc túi ép đúng không ta? Đi giờ đang kiếm cho chị để làm đơn nè. Bây giờ em đang cố gắng kiếm cho chị cái quần để em làm đơn này chị. Mà đồng giá 65.000. Trời ơi, chị Yên Khánh lên fan cứng rồi kia kìa. Trời ơi, đó mấy bà. Mấy bà mua hàng nhà tôi lên fan cứng đi. Auto cuối năm tôi tặng quà cho nha mấy bà. Auto luôn mấy chị. Ok không mấy trời. Ai thích đâu em lên cho. Nếu tiền cho bà chị Ngọc đó không có thấy thôi ta. Nó nhiều lắm luôn á trời. Với cái số lượng khủng như này thì nó rất là nhiều. Con nè. Con ngủ không? Chắc hôm nay á trời, chắc hôm nay nhận á. Quá lơ đô chắc hôm nay. Bởi vì bây giờ Cam Lâm đồ siết chặt lắm luôn, Khánh Hòa siết chặt lắm mọi người ơi. Con này size ấy nè. Ống suông. Trời con này bán tặng cho nha. Mấy chị gì ra tiệm á, mấy chị đóng cái hộp nút như này lại nha. Bán tặng cho mấy chế con này 49.000 ngủ nha. Nó bị may, nó bị quên cái hụt nút mấy bà ơi. Ra tiệm lắm hụt nút lại chưa được 5.000. Bán tặng cho 49.000 con ngố nè. Ngố S bán tặng cho ngố S 49.000 nha mọi người ơi. Đồng giá 65 xu. Chị mặc biết ghi size gì chị. Biết ghi size S nè. Con này biết ghi size S nè chị ơi. Biết ghi size S nè. Đó con này biết ghi size S nè. Phương lấy biết ghi size S thì ba biết ghi size S nè. Bán tặng cho 85.000 biết ghi size S luôn. Ai lấy biết ghi size S, bấm biết ghi size S. Con này cũng biết ghi size S luôn nè. 85.000 bán tặng nè. Trời ơi thờ, chả ai bán biết ghi với bà 85.000 đó bà ơi. Thờ, mấy chị cứ auto lấy quần nhà em đi về phố được N kiểu luôn. Nãy giờ thấy túi, thấy túi size M với size L không tức không? Dễ không có. Đến lúc tìm ra rồi thì không có khách. Ai thích em lựa không? Em tìm cho. Nhiều quá à. Trời ơi, thùng trăm gì thùng trăm gì mua con này. Siêu phẩm. Má ơi, mua con siêu phẩm nha mấy bà ơi. Mua con siêu phẩm này mà bị xả ra má cọc ghê á. Con vạt màu này hôm bữa giờ tìm không có đủ hàng bán luôn. Cuối cùng bị xả ra của mấy mẹ giật mồng nè. Giật mồng vô dành nè. Muốn chửi ghê không? Trời siêu phẩm vạt màu này không có hàng bán luôn á. Vạt màu này hết không có hàng luôn mấy chứ. Cuối cùng bị xả ra một cách vô lý không? Rip hết cũng bán luôn à. Em mà em nhớ tên của bà nào xả hàng để lần sau em trả bây giờ em bán á. Không có thiệt á. Ai kêu em chảnh cũng được nữa. Vạt màu lò cho chị nè. Con này size lò luôn á. Con vạt màu này size lò luôn nè. Cọc vô. Vạt màu size lò. Vạt màu có ép nữa. Tinh xuông là cho đâu có đâu. Chọn chị. Em có mấy con em vô thôi chứ làm gì có hàng nhiều đâu. Bởi vì chốt một vạt màu đó đúng không? Nhớ chết liền á chị. Yên Khánh nè. 65k hôm nay ai mua cũng được giá 65.000 đó nha. Ai mua hôm nay cũng được giá 65.000. Hôm qua là giá 69 không đó mấy trời. Hôm nay ai mua cũng được giá 65 nha mấy chết. Để em đọc comment trong máy này đã. Em mệt quá. Bạc bầu.
Rồi ai lấy không? Ai lấy mấy con xám nè, mấy con xám đẹp phải chuẩn luôn. Con xám size L nè, ai lấy xám không? Ai lấy xám bấm kim xám nha mấy tình yêu ơi, hôm nay đồng giá 65 ngàn nha. Con này xám L nè, ai bấm xám L, bấm kim xám L nè mấy chị ơi. Con xám L nè, lên đùi L nhiều mà. Con này xám L, bấm kim xám L nè, hàng 11 rất là nhiều nha. 65 ngàn đồng giá cho ai chốt nha mấy chị ơi. Không, con nó xám chứ không phải ngố chị ơi, con nó hàng màu xám cho em nha. Hôm nay em ngồi em nốt trong cái đống nó luôn, ai mua được gì mua nè. Hôm nay em xả luôn trong váy cho mấy chị luôn. Hôm nay em có xả luôn trong váy cho mấy chị luôn nha mấy chị. Có xả nốt trong váy luôn. Rồi con này xám lồ có ai lấy không? Trời màu xám này rất là đẹp luôn, không có hàng luôn á. Size S được thì em có. Mày màu xám rất là đẹp nha mấy bạn ơi. Con này size S. Con này S, bấm cho em S nha mấy chị. Hôm nay đồng giá 65 bằng giá sỉ nha. Lai nốt hôm nay nữa nghỉ. Lai nốt hôm nay nữa em nghỉ nha mọi người. 65 ngàn con này size S nè. Ai lấy bấm S, bấm S nha. Hôm nay em like ngày cuối nha mấy chị ơi. Nay like ngày cuối đó, ai lấy được chị lấy nha. Con này rất size M, ai bán được quần jean nhú này 65 ngàn tới em hoàn tiền cho mấy chị luôn. Hàng nhà em mấy chị đi mua hàng mà second hand á, hàng mà nó mặc rồi, mặc một lần rồi kiện của hàng về á, nó bán cho mấy chị 60 mấy 70 ngàn, 50 mấy ngàn. Bây giờ bà bỏ thêm 10 ngàn, 65 ngàn, bà mua hàng new bạc mấy bà mua thề. Hồi xưa kia bán 95 ngàn, nay bán có 65 ngàn à. Rất mờ nè, ai bấm mờ, bấm mờ nè. Con này siêu phẩm mờ nè, siêu phẩm đậm mờ nè, ai bấm siêu phẩm đậm mờ, bán siêu phẩm đậm mờ nha. Hôm nay ra hàng nốt ngày cuối nha mấy má ơi, đủ đơn giùm em nha. Tối nghỉ, em nghỉ mấy ngày rồi em mới like lại đó. Con này xám lò, bấm xám lò nha. Em nghỉ mấy hôm em mới like lại chứ không phải là ngày này em cũng like như bây giờ đâu. Ngố lò nè, ai bán ngố lò nè. Chị Yên Khánh lấy ngố lò hay sao? Ngố lò bán tặng 65 luôn đi. Ai lấy ngố lò, ngố 65, bấm cho em ngố 65 nha. Ai lấy ngố 65, bấm ngố 65 luôn. Ai bấm gì trời, má nhảy lên rẽ xong ai bấm á, kiếm đời ghê. Còn thấm hỏi không ạ? Còn thấm vô hỏi không hay ai bấm á. Em bán thì em đâu quan tâm đâu. Em đâu quan tâm đâu. Bởi vì em like xong shipper đi mà bên bưu điện nó vẫn được làm việc mà. Bên bưu điện là của nhà nước vẫn làm việc bình thường thôi. Có điều thời gian nó chậm hơn thôi. Hàng cái giao chậm thì tiền về chậm thôi. Hôm nay em like ngày cuối rồi em nghỉ nha mọi người. Hôm nay em like ngày cuối rồi em nghỉ đó. Em soạn hàng nốt hôm nay em ra hàng nốt hôm nay là em nghỉ á. Em hết hàng like rồi chứ không phải là em muốn nghỉ mà em hết hàng like rồi. Trời má, con ngố xanh này size S hờ. Thời không điêu luôn á. Ngố lờ cho chị nè. Thờ luôn á. Trời ngố này bán 65 ngàn luôn á. Thờ luôn con ngố nè. Hàng gì mà nó gì liên tục là không có thời gian like luôn á. Ngố lò cho chị Yên Khánh, bán tặng cho chị 65 ngàn luôn. Bán tặng cho chị 65 ngàn luôn chó ngầu. Ai mà mua với em, ai mà chân thành với em không bao giờ thiệt cho mấy chị đâu, em nói thiệt luôn. Không bao giờ thiệt cho mấy chế đâu mấy chế. Em sẽ lúc nào cũng có giá ưu đãi và giá tặng với khách em là chuyện bình thường. Còn mấy mẹ mày giật mồng là em cho nít luôn. Còn mấy mẹ giật mồng vô là em cho nít sớm luôn nha mấy bà. Nó cọc lắm. Cọc lắm. Mickey sau này cô, Mickey sau là siêu phẩm đó trời. Hôm qua giờ đọc mã siêu phẩm đó. Mickey sau là hôm qua giờ em đọc mã siêu phẩm đó chị ơi. Chị gái ơi chị gái. Mã này mã siêu phẩm này trời. Siêu phẩm hôm qua giờ đọc rất là nhiều luôn á.
Con túi cho em mặc size S nè. Rồi con rách này size S cho bấm rách nè. Rách hôm qua ai tìm nè. Rách hôm qua ai tìm thì bấm cho em rách nha mọi người ơi. Rách hôm qua ai tìm bấm rách nè. Rách S nè. Siêu phẩm máy. Size máy size M. Siêu phẩm này size M rồi. Siêu phẩm size M. Hôm qua đặt siêu phẩm size S quá trời thì không ai lấy á. Bây giờ size M rồi thấy chưa. Hôm qua giờ em đặt siêu phẩm size S không ai chốt. Cọc vải trưởng. Mã túi nha mấy chị. Mã túi nhiều lắm nha. Ai thích mã túi thì bấm mã túi cho em nha. Trơn lò bấm cho em trơn lò. Trơn lò bấm cho em trơn lò nha tình yêu ơi. Con này trơn lò nè. Chị Yên Khánh lấy thêm trơn lò không nè. Trơn lò đẹp nè. Chị Yên Khánh lấy thêm không. Con này rách nè. Ai lấy thêm trơn lò bấm trơn lò nha. Trời má con rách này đẹp phải trưởng luôn á. Con rách này rất là đẹp luôn á. Hồi xưa em là thánh gọi như là thánh đi mua quần sọt á má. Toàn mua giá trăm mấy, giá chín mấy, giá trăm mấy đúng không. Ở giờ mua được giá sáu mấy ngàn. Con này ngố nha, ai thích ngố bấm ngố ép trơn nè. Con này qua bán 79 giờ bán tặng cho 69 nha. Con này qua bán 79 lần. Con này ép trơn nha mấy ơi. Ngố ép trơn nha, thề con này rất đẹp luôn. Ngố ép trơn, bấm cho em ngố ép trơn nha mấy ơi. Ngố lần ép trơn. Ngố ép trơn, bấm cho em ngố ép trơn. Ngố ép trơn, bấm ngố ép trơn. Áo không có về đâu chị ơi. Áo phải đợi hết mùa quýt lận. Áo phải đợi bây giờ khi nào mà tỉnh Khánh Hòa mình không có ca lây nhiễm nữa. Rồi bắt đầu nó ổn định đi dần và mọi người hoạt động lại thì hàng mới về lại nha mọi người ơi. Bây giờ em không có dám nhận đơn của một ai hết. Cho dù khách sĩ em cũng không dám nhận luôn. Bây giờ có gì em like đó. Bởi vì thật sự luôn bây giờ tỉnh Khánh Hòa mình nó không nhận hàng ở tất cả các tỉnh khác đưa về là hàng không về được đó mọi người ơi. Hàng không về được nên là em không có dám nhận hàng. Tôi thề luôn nãy giờ tìm thấy túi đen không à. Thấy túi đen size M không nhỉ chị Ngọc. Nên bây giờ ai thấy gì thì like cái đó đi. Trong quấy nè, hôm qua ai chưa tìm trong quấy dài nè. Hôm qua ai kêu em tìm trong quấy dài vậy ta. Có gì vui không he he. Nó giận. Hôm qua hôm bữa giờ like rin. Like trong váy rin dài nè. Trong váy rin đẹp lắm. Mặc trong váy không. Trong váy với sọt rin không cục cưng ơi. Trong váy với sọt rin cục cưng hố không cục cưng. Vạt màu. Còn con vạt màu lờ. Lộn con siêu phẩm lờ nè mọi người. Trời ơi con này siêu phẩm lờ đậm nè. Con này siêu phẩm lờ đậm nè. Ai lấy siêu phẩm lờ đậm lắm. Siêu phẩm lờ đậm nè. Hôm bữa giờ chị chỉ like ấy thôi. Không có like áo. Hôm thử giờ không có áo. Hút quần gì mặc ao mua áo rồi. Giờ đến phiên hút quần rồi em. Giờ đến phiên hút quần về mặc không em. Em yêu. Trời ơi con này ép nè. Con này ép. Con này ép mặc vừa. Con này ép mặc vừa. Bấm cho em số 1 nha mọi người. Con này ép mặc vừa. Túi lên 10 bên này. Con này là hôm qua giờ bán chạy nè. Con này không có hàng chứ không phải là chạy luôn á. Con này tề không có hàng. Tìm một con khó phải trưởng. Con này ép mặc được nha. Con này ép mặc được. Con này ép mặc được nha. Tiền cho chị Ngọc. Con ra con quần của chị Ngọc. Nó nghỉ đây chị Ngọc ơi. Tiền không ra. Bán nước tiền cho em. Bếp phượng. Bếp phượng con này nè. Đồ đủ đi, hôm nay ra đơn hết đó mấy bà ơi. May bà nào cũng đủ đơn cũng ra luôn nha. Ra đơn hết nha mấy chị. Nói chung là hôm nay sẽ review hết điểm nghỉ. Nên ráng lựa đủ giùm em cái nha. Mới cũ gì hôm nay cũng ra đơn hết nha. Đọc file L có ai mua đâu mà lên L. Nãy giờ đọc L quá trời đó. Có ai chốt đâu trời. Nó quay trang mấy mẫu đó thôi chị ơi. Hàng đã là hàng xả thì nó chỉ có nhiêu mẫu em lên cho mấy chị nhiêu mẫu đó đó. Chả ai chốt luôn á. Mấy bà mua hàng sale, mua hàng xả mà mấy bà giống như đi mua hàng shop ghê. Má trong quấy đẹp phải trưởng luôn.
Có dài ôm không? Dài ôm sale nãy có 101 đó, mé thì vô chốt một cái xong đi không có nói sai luôn. Rảnh ghê. Trời ơi, con xám cho chị Ngọc đâu trời ơi. Con này size L nè. Túi L. Trời ơi, túi cùng cũng tìm ra được con S cho chị Ngọc rồi chị Ngọc ơi. Hôm qua giờ tiền cho bẻ con này muốn lòi le luôn á. Tiền muốn lòi le luôn. Đủ đơn hết chưa? Chị em Khánh không lựa nữa đúng không chị ơi? Tí em đi đơn cho chị luôn nha. Bởi vì giờ đâu có biết lựa ngày nào hàng về đâu. Rồi biết ngày nào là hàng về, ngày nào là hàng không về. Không, chỗ inbox em không có chờ, không có tìm được đâu chị ơi. Chỗ inbox em không có tìm đâu chị ơi. Hàng bây giờ banh lên như thế này xem biết mà em tìm được. Em chỉ chốt cho livestream thôi. Tìm trẻ ra đâu. Em chỉ chốt cho livestream thôi mọi người ơi. Mới có giá này với lại bên kia em tìm không có ra đâu. Nó nhiều lắm, tìm mẫu không có ra đâu chị ơi. Bên kia tìm mẫu sao ra được. Như cái đóng bùi, như cái đóng này sao tìm mấy chị. Như cái đóng này làm sao em tìm ra được cho mấy chị là cái mẫu nào mấy chị thích. Những cái hàng em đăng là những cái hàng trong này có nhưng mà em tìm không ra đâu. Có những cái hàng 1-1 mà. Con này size S nha. Thôi đủ size. Có những cái là hàng 1-1 nên em ưu tiên chốt trên livestream trước. Em không chốt lên inbox. Inbox tìm ai đâu có thời gian đâu mà tìm. Chân váy thì phải chuẩn luôn á, trời thề. Mấy chân váy này hôm bữa chưa về lô này đi mua cái chân váy đặt order. Mấy cái chân váy 285.000, ship gì 30.000, 35.000 chứ. 300 mấy như cái quần què mặc chả được. Mặc chả được rộng thinh thang luôn, chán hòn. Giờ tôi bán chân váy cái 70-80.000. Tôi để cái chục con mà. Có 700-800 ngàn còn đi mua của người ta tới 300 mấy cái như cái quần què gì về mặc chả được. Không phải BR hàng mình mà thiệt sự như cái quần què thì. Con này size L đẹp nè, Alex size L con này đẹp nè. Size L con này đẹp nè. Chị Yên Khánh còn đó không gì trời. Em tìm hàng cho khách xong rồi đó. Rồi em nghĩ đó. Nghỉ một thời gian để reset lại. Lọc bạn bè, reset lại mọi người ơi. Ngố lờ nữa nè. Ngố lờ nè chị ơi. Ngố lờ nè. Ngố lờ nè. Con siêu phẩm S hồi nãy nợ ai vậy? Con siêu phẩm S hồi nãy nợ ai nè? Có siêu phẩm S nè. Siêu phẩm S này hồi nãy của Thu Hằng đúng không? Siêu phẩm của Thu Hằng có rồi nè Thu Hằng ơi. Thu Hằng còn không? Siêu phẩm S có rồi nè. Thu Hằng ơi em còn đó không Thu Hằng ơi? Thu Hằng có rồi nè, có siêu phẩm S rồi nè. Thu Hằng còn đó không ta? Thu Hằng còn đó không em ơi? Có siêu phẩm S. Ok. Má hôm qua trong váy trơn tìm không có. Bây giờ ra trong váy trơn này vàng ơi. Hôm qua tìm trong váy trơn cho ai vậy? Hôm qua tìm trong váy trơn cho ai vậy trời? Giờ ra trong váy trơn nè. Siêu phẩm con ML nè. Có túi nhỏ không trời? Không em, túi nhỏ hết rồi. Túi nhỏ nãy mới like cho con bé gì đấy đó.
túi nhỏ ai mới lai chân bí thì mới lấy rồi. Túi nhỏ này size S mặc được nè. Túi nhỏ nè, con này size S mặc được nè. Em lấy không? Con này size S mà, con này là size S đó. Nó gắn lộn mạc rồi. Nhìn cái form là biết S rồi. Con này túi nhỏ S nè, em lấy con này không? Túi nhỏ trên nè, túi nhỏ trên nè em. Con này S nè. Con này đảm bảo 1000% size S mặc vừa. Con này đảm bảo 1000% size S mặc vừa nha. Túi nhỏ S đó em lấy thì lấy nha, còn con đó. Còn con túi nhỏ S đó em. Không, con đây mặc vô tư, chị đảm bảo luôn. Nhìn form biết mà. Con này size S nè, bấm cho em mẹ rách đi. Bấm cho em mẹ rách đi, mẹ này mẹ rách giùm em nha, tình yêu ai chút mẹ rách, bấm mẹ rách nè. Con nó mặc S mặc vừa đảm bảo luôn. Nhìn cái form biết mà mọi người. Em nhìn form em biết được, nên yên tâm. Yên tim, yên tim. Ok. Chị nhìn form chị biết được, nó gắn mạc nhầm cũng có, nhìn form biết nè. Rất ít cho bé bôn nè. Cái này cho Thu Hằng nè. Rất ít cho bé bôn nè. Mỗi hôm 1.2, 1.3 lận bà ơi. Mỗi hôm nhà tôi 1.2 lận. Mỗi hôm 1.2. Bé bôn lụi thêm cho bé bôn thôi. Bé bôn thích kiểu như thế nào? Con này đẹp nè. Con này đẹp nè, ai lấy không? Con này rất đẹp luôn, con này hồ đồ khách mặc lên rất đẹp luôn. Con này bấm cho em mẹ rách luôn nha mọi người. Nói chung là cái mẹ này mặc với áo phong hoặc là mặc với áo dây lên rất là đẹp nha mấy trời. Con này bữa mấy chạy lắm luôn á, cái đợt em bán tới 9 mấy rồi. Cái đợt em bán 99, 95 rồi nè. Con này ai lấy thì lấy nha. Bấm cho em mẹ 1 đi. Ai bấm mẹ 1, bấm mẹ 1. Con này có mấy con à? Con này ít lắm, có mấy con thôi rồi được, nó hot. Nó hot cực kỳ, bán cái 9X lần, 99 nhận lần. La nhiều ngán quá. Con là mẹ chữ. Con này mẹ chữ nha. Con này mẹ chữ, bấm cho em mẹ chữ nha mọi người. Chữ nè, chữ S, chữ M. Con này chữ S chứ lộ. Con này chữ S chứ. Con này chữ S. Con này chữ S, bấm cho em chữ S. Em mặc trong váy không? Trong váy đẹp lắm, trong váy nó đẹp từ bé bôn nè. Trong váy này có quần trong siêu đẹp luôn. Trong váy đó có quần trong siêu đẹp luôn. Con này nhạc S, bấm cho em nhạc S. Con này mã nhạc S, bấm cho em mã nhạc S nha mọi người ơi, nhạc S. Con này nhạc S. Quần ngố ôm mà mặc size gì vậy ơi, quần ngố ôm mà mặc size gì vậy? Quần ngố ôm mặc size gì vậy? Trời ơi, cái chân dễ mẹ. Ôi chung cha mẹ ơi. Quần ngố ôm mà mặc size gì vậy ơi? Mặc size gì? Quần ngố ôm mặc size gì? Trời ơi, rất khỏi.
Size 7 nè. Đó là size 7 size cho 15 nè. Size 7. Con này còn M. Con này M. Con này M size 120. Con này M size 120. Dưới con màu nhạt nó hết rồi. Con này size 9 nè. Con này rách. Con này size 9. Con này size 9 nè, M và phóng được nè, hai nút luôn, siêu cao nè, size 115 nè. Rách hai đường bữa xảy ra của mẹ nào đó, mẹ gì mai mai đó. Đó xảy ra đó. Size S nè, ai lấy size S không? Các bạn thích size S không? Túi nhỏ S nè. Túi nhỏ S, cha bấm túi nhỏ S nè mọi người. Ai bấm túi nhỏ S, bấm cho em túi nhỏ S nha. Túi nhỏ như thế này, giữ chôn nha mọi người. Size S bấm cho em túi nhỏ S nha mọi người, bấm túi nhỏ S cho em nha. Ai bấm túi nhỏ S, bấm túi nhỏ S ha. Ai lấy túi nhỏ S, bấm cho em túi nhỏ S nha. Ai lấy túi nhỏ S thì bấm túi nhỏ S nè. Mấy con này đẹp lắm. Mấy con này cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy bác nha. Ủa các bạn ơi, bé Bồn lấy thêm con rách này không? Bé Bồn lấy thêm rách này không? Bé Bồn rồi, bé Bồn lấy rách không? Con này là siêu rách luôn nè. Hết nợ ai cái nào được đúng không? Chưa câu có còn nợ ai nữa đâu đúng không bà? Chưa còn nợ ai cái nào không trẻ không? Biết ngỡ tôi tìm luôn rồi tôi nghĩ nè. Biết ngỡ tìm luôn rồi nghĩ nè mấy bạn ơi. Ai tìm nữa không? Không nghĩ nè. Ai hỏi xám ít có xám ít nè. Không có đậm, không thấy đậm em ơi. Không thấy đậm. Ai tìm không? Ai tìm xám không? Xám ít hồi nãy ai hỏi nè. Ra xám ít rồi nè. Ai tìm xám ít? Trời má, nãy giờ like mà có mấy chục cái bình luận là phải chuẩn việc á. Vãi sờ đậu luôn. Vãi sờ đậu thiệt chứ. Đậm mẫu khác được không? Rồi rồi rồi. Rồi tím ra rồi chị ơi, ghi tên chị rồi. Vãi sờ đậu. Em ghi tên chị rồi, yên tâm. Nó không có thì em ra kia em tìm chứ bao la mà. Con này quát hai màu nè. Con này quát loan hai màu nè. Con này quát loan hai màu siêu đẹp nè. Chứ nó lấy bấm nè. Quát loan hai màu siêu đẹp luôn nè. Xám mờ đi chị hả? Lấy ngố mờ rất màu nhạt nha. Ngố mờ rất màu nhạt lấy hả? Phải không? Ok nha. Phải thì ok nha bà. Phải con này không? Ê con này quát hai màu nè, bé Bôn lấy đi bé Bôn. Con này xinh nè bé Bôn ơi. Quát hai màu siêu đẹp luôn nha. Con này quát hai màu siêu đẹp luôn, bé Bôn lấy thì lấy nha, ok nè. Chị ơi đơn hàng gửi chưa? Trời gửi rồi chị ơi. Những đơn hàng nào em báo bêu là đã gửi nha chị ơi. Hồi nãy nói giấy nhiêu qua là 115 hả? Em những cái đơn hàng nào mấy vui báo đơn đi rồi là em đã đi rồi. Nhưng mà tình hình dịch Covid chuyển biến mạnh, thế là đơn nó có thể tới vô cục, nó chưa phát được. Nhưng mà đơn em báo đi là đi rồi. Và nó sẽ chậm hơn nha mọi người ơi. Bởi vì hàng bây giờ rất là nhiều luôn. Hàng shop nào cũng nhiều quá, chứ không phải riêng một mình shop em á chị. Nhưng mà chị yêu, con này cho ai quên rồi nhờ. Con này cho Thanh Xuân nè, ok má nè. Ok má Thanh Xuân nè. Hello chị Ánh, lâu lắm thấy chị Ánh luôn á. 115 cho mấy Thanh Xuân nè. Bữa giờ hàng hóa chán lắm. Mọi người thích lựa gì nữa không? Chiều đi đơn nghỉ nha mấy chị ơi. Đi đơn nghỉ một thời gian á. Đi đơn nghỉ một thời gian nên sẽ dành thời gian làm hết trong chiều nay nữa thôi nha. Còn là quát hai màu, ai thích quát hai màu lấy quát hai màu nha. Siêu xuất sắc luôn. Dành thời gian nghỉ, yêu thương bản thân hơn. Mùa dịch này hãy reset và yêu thương bản thân hơn mọi người nhờ.
Ai tìm nữa không? Ai tìm màu gì nữa không? Ai tìm cái gì nữa không? Em tìm nốt cho. Ai tìm gì nữa không? Em tìm nốt cho nè. Rồi nãy ai hỏi size mét gì ta? Hồi nãy ai hỏi size mét đây nè. Xong không có, giờ lên có size mét thì không có người. Nó sắp ùa xuống cho mặt em rồi mấy chị ơi. Cái đống này nó sắp ùa. Em đứng dậy một cái là nó ùa, nó lùa xuống luôn. Xám mờ vậy nhiều lắm. Xám ép cho ai hỏi xám ép nè. Quả này sao không thông báo ta? Nó như cái quần què ấy bà. Nó thích thì thông báo, còn nó không thích thông báo thôi à. Mệt mỏi lắm. Rồi con này xám ép nha. Alex xám ép, bấm xám ép nha. Hèn gì hôm nay em có khách. Bởi má nữ không vô chia sẻ em tôi đúng không? Hôm nay em có khách là bởi vì bà không vô chia sẻ em tôi ấy bà. Tôi buồn dễ mang luôn á. Buồn bãi trưởng buồn luôn. Buồn vải trưởng buồn. Xám mờ có túi xám một bên nè. Xám nãy giờ lai xám nè. Mấy con này nữa. Tí nữa em review nha. Vì em lãng quá à. Má nữ tí review cho má luôn đúng không? Chuẩn bị tôi off tôi review cho. Đúng không bà? Tí ra view cho bà luôn đúng không? Ok, tí ra luôn cho. Giờ cũng vì tôi off xong tôi ra giờ. Off xong là ra luôn á. Bữa nay bán ế quá nên nghỉ bà ơi. Chán đời quá à. Nghỉ hả? Buồn như con chuồn chuồn. Chỗ này like đúng chán luôn á trời. Xem nó có xem mờ không? Hiện tại có thấy xe lờ không à? Hiện tại thấy xe lờ không? Chưa thấy mờ em ơi. Hôm qua, má hôm qua thấy có mờ quá trời luôn. Hôm nay thấy có lờ không thấy mờ. Hú hồn chim én mờ nè. Mờ nè. Mờ nè em ơi. Mờ nè. Lấy không? Tôi thấy không mờ rồi đây này. Thấy mờ rồi nè, lấy không em ơi? Hú hồn lấy không? Lấy không mờ nè. Cái xài gì cũng có. Con này lờ nè, em lấy không? Ok nè. Nó sắp đẹp trên cái mặt em rồi mấy chị ơi. Nó sắp đẹp trên mặt em mẹ rồi. Ôi trời ơi. Lấy nốt này nữa thôi. Nhiều quá. Nhiều quá nhiều ơi. Với bà gì nhận hàng đi xong rồi lần sau quay lại rồi mua nữa không sao đâu. Từ từ cũng được không sao hết. Cứ nhận hàng đi rồi lần sau quay lại nha mấy trời. Ok là mấy trời. Giờ hôm nay vắng quá trời em không like chứ bình thường em like lắm luôn á. Bình thường em like nhiều lắm cho hôm nay vắng nè. Hôm nay thứ bảy mà sao vắng chứ không biết nữa. Túi này cũng đẹp nè. Mai tìm nữa nghỉ nè. Hôm nay sao vắng chứ không biết. Bình thường là đông lắm á. Bình thường là vui vẻ không quẹo luôn á. Bình thường là vui vẻ không quẹo. Bình thường la tới 1 giờ không có giờ. Không có ăn. Không có kịp ăn trưa luôn. Nay Lan cái size M có Loan nữa nè. Size M có Loan quách hai màu cái này chơi nè. Size M thì có cả Loan quách hai màu nữa nè em. Có cả trơn, có cả Loan nữa. Siêu phẩm có M luôn nè. Siêu phẩm cũng có M luôn. Loan quách hai màu nè. Size M nè, Loan quách hai màu nè. Mấy mua cái quần dưới này 65.000. Thời thì ai bán cho bà ngoài nhà tôi. Rách M nè. Rách M cũng đẹp nè. Thời thì ai bán cho nhà tôi với bạn ạ. Bán cho tôi khi nào mua nhà lầu xe hơi đi mấy bạn. Người ta bán nhà bán đồ của nhà lầu xe hơi bán cho tôi giá tới mùa quýt luôn. Đúng không? Đơn hôm qua đi chưa chị? Giờ chị làm nè em ơi. Tắt cái like này xuống là chị làm đó em. Em nhớ inbox cho chị nha. Bởi vì tắt cái like này là chị bắt đầu đi làm đơn đó em. Rồi chị đóng băng mấy ngày đó em. Chuẩn bị chị đóng băng mấy ngày á. Nên là tắt cái like này là chị sẽ làm dần dần nha. Làm dần dần cho mấy chế nha.
làm dần dần nó cũng hết, nó cũng tới, nó cũng xong công chuyện á chị ha. Ok không á chị? Ok không? Không ai tìm nữa là nghỉ nha. Ai có đơn rồi, ai có đơn qua Hoan Hỷ cho em mình xin thông tin bên đi bóp bên trang bay nha mọi người. Nha mọi người. Còn ai tìm nữa không? Má xả áo cũng hay mua luôn. Còn đồ ngủ nè, còn sơ mi nè, còn đồ ngủ nè, áo thun nè. Con xay, con quần này cũng đẹp nè. Con quần này size S nè, con quần này bé bôn, lấy đi bé bôn. Con này đẹp này bé bôn. Con này lên hình rất là đẹp luôn các bạn. Chỉ còn mặc áo hai dây trắng cho tôi là auto. Hai dây trắng hoặc áo phông trắng cho tôi là vô tư luôn á. Mấy con này đẹp vải chưởng luôn. Mấy con này đẹp vải chưởng luôn, mà chốt á. Đẹp tôi kêu mấy bà chốt là không chốt. Áo đi chị hả? Áo chỉ có hàng xả mấy chục ngàn thôi mà, không có còn hàng hàng mắc đi thôi. Áo giờ chỉ còn hàng xả thôi. Con chữ xanh này cũng đẹp nè. Con chữ xanh này size M nè. Size gì á chị? Con này chỉ có đủ size. Con này đủ size FML. Con này nhiều lắm. Cái con này nhiều cực kỳ luôn. Bởi con này hợp đợt trước thì có bán rồi. Ôi giời ơi, con túi nè. Con túi nhỏ size S nữa nè. Trời ơi. Ok, màu đậm cái bé bôn nè. Mới tìm ra một con túi nhỏ size S nữa rồi bà. Tôi mới tìm ra một con túi nhỏ. Cái gì chị? Live với chừng nào hết vậy Phi? Năm sau. Rồi tới năm sau bà. Bà ơi, cái này là còn có một ít là. Cái này là chỉ một phần thôi. Bà ra ngoài nhà tôi nữa là một phần. Gọi như gấp đôi lần cái này nữa. Mẹ tôi sắp ngay ngắn chồng lên từ gần tận nóc nhà luôn. Yên tâm ơi. Nhiều lắm, cả ngàn con nhiều lắm bà ơi. Bán từ từ. Bán từ hết mùa quýt luôn. 65 chứ rồi. Cái từ từ nó không hết rồi, không có gì phải xoắn á. Em bán đồ không phải giống người ta em sợ ế rồi đâu. Người bán từ từ nó không hết á trời. Không hết, từ khi lấy chồng mang đi. Không hết, mặc cho hết mọi người. Tôi ác chưa trời. Alo. Má ai gọi nháy máy gì trời. Má nó cọc ghê á. Bán là ế rồi chứ phải. Gì trời. Ê ai gọi tôi. Cọc ghê. Ôi lấy gì dữ vậy. Bà nghĩ lấy được 100 cái mà tôi có giá 65 ngàn để tôi bán lẻ rồi bà. Đam mê mà, bán lời lãi như tầm này. Đam mê thôi. Đợi tí nha em hốt cái này xong cái em lên hàng sale bên ống này cho mấy chế. Nói chung là nhà em bán rẻ cho mấy chị. Bởi vì lúc nào của em cũng là một lon. Xám lờ hai túi nhỏ đi chợ em mới vô không có. Xám lờ hai túi nhỏ không có đâu em ơi. Bà ơi nhiều lắm. Em không phải thuộc dạng như người ta mới trời lấy một hai cái về bán sợ ôm đâu. Phải ôm, mình phải là người ôm thì mình mới có giá rẻ đó mà mình bán cho khách mình được. Kiểu như vậy đó mấy chứ ơi. Chứ ai đâu mà giá gì mấy chục ngàn cháu à. Cái thằng đĩ này nó xích đồ mà nó mua vải chuẩn luôn á. Con cặp ghê hồi sáng giờ luôn á. Cái ai cùng nghĩ sao cái chốt nhà em nó không đúng mà nó đúng ngay cùng cái chốt của xã khác. Xong rồi. Mấy em thiệt mua hàng chưa bao giờ mà họ. Mới chứ nghĩ sao cái chốt nhà em ở dưới đầu đường á. Em kêu nó anh giao ngay cái chốt lập định cho em để em ra nhận hàng. Nó đem nó mất dạy lắm mấy chị. Nó giao ngay hai giữa hay giao hai cái chốt. Là cái chốt ở phía trong á. Phía trong á là giao giữa Cam Hải, Cam Hiệp Bắc với lại Cam... Với lại lập định của em là em phải chạy vô đó tầm 15 đến 20 phút luôn. Trong khi cái chốt nhà em có chạy xuống được có 50 phút hoặc ngày này em cũng nhận hàng á. Mà nó kêu em họ chị chạy vô chốt đó chị lấy còn chị không chạy vô chốt đó thì em đéo giao cho chị luôn. Má mà cái bill của em không phải rẻ nha. Cái bill của em mua đồ tới lại 1 triệu mấy luôn mọi người. 1 triệu mấy luôn. Mẹ mất nết ghê không. Má nó em cọc từ sáng giờ mẹ ngu như chó vậy á. Kêu giao cái chốt ngay nhà người ta luôn để người ta lấy hồi ngày nào em cũng nhận xuống chốt á. Hoặc là em chuyển tiền cho nó xong sẵn hết luôn. Xong rồi anh gửi ngay cái chốt đó tới em tới giờ tới chiều em chạy xuống lấy một lần luôn. Là em chuyển khoản cho người ta khỏi mất coi em đi mấy lần. Là em chuyển khoản cho shipper xong gửi đó dân quân lấy giùm em. Trời đến bây giờ mẹ nó bắt em chạy vô chốt trong kia luôn. Mà trong khi cái chốt trong kia là cái xã khác là sao là em qua được cái chốt đó mày để em lấy nữa trời.
là em chỉ có được cái phiếu mà em đi trong cái chốt của em là từ nhà em thôi. Nói xin lời, tôi chỉ có được cái giấy để tôi đi từ nhà tôi đi xuống cái chỗ chốt nhà tôi thôi à. Còn tôi không có thể nào mà đi vô cái chốt nhà người ta được, trong xóm người ta, trong cái làng người ta, sao tôi đi ngang qua được mà bắt tôi chạy vô cái chốt đó lấy bà. Mà cái bill của em mấy chục ngàn cũng đỡ thôi, mấy trăm cũng đỡ thôi, bill 1 triệu mấy. Nhưng cọc từ sáng giờ luôn á. Xong rồi cái em nhờ nói thế thôi, anh nhắn số tài khoản của em qua, xong rồi giao lại ở dưới Bách Hóa Xanh cho bạn em nhận. Nó kêu đéo, nó kêu không, em vô em lấy, còn em lấy thôi. Làm sao má còn hôn của nội em luôn á, chứ để ông nội cũng đỡ hôn của nội em luôn á. Bây giờ shipper còn hôn của nội em luôn á mấy chị. Hồi xưa kia em làm hàng cho mấy chị, ví dụ như hàng ơi, hàng của mấy chế mà đi chậm là em có quyền nhắn tin shipper, anh ơi giao giúp em đơn này, dạ dạ dạ. Còn bây giờ em chắc tay em lại, mấy chị đừng nôn hàng em, không dám đụng. Em có dám đụng tới shipper bây giờ mà mình nói nó, anh ơi giao giùm em đơn này, kêu nó sẽ chửi là mình luôn. Nó chửi mình và nó giam hàng của mình tại kho luôn, nó sẽ không đi giao. Thiệt luôn, nó sẽ giam hàng tại kho của mình mà nó sẽ không đi giao cho mấy chị lắm luôn, nên đừng có ai hối đợi giúp em nha mọi người. Thay vì ngày bình thường thì em giao cho mấy chị có một ngày mấy chị nhận được trong tỉnh Khánh Hòa rồi, còn bây giờ phải mất 2 đến 3 ngày. Vậy em không dám nói gì thật sự luôn, nên mấy chị luôn em cũng luôn giao được cho mấy chị thì em được tiền về, mà mấy chị đâu phải em cho không đâu, đúng không? Đợi em tí em dọn cái này xem xả hàng cho má. Thiệt, tức cọc từ sáng giờ luôn á. Thì kêu thôi để em chuyển tiền cho rồi giao cho bạn em dùm. Trời ơi em làm khó làm dễ anh như vậy má. Trong khi cái gì ti nó nằm ngay cái chỗ Bách Hóa Xanh, ngay chỗ khúc đó đi giao có một tí à. Cọc phải trưởng. Mình bán đồ nên mình hiểu được cái cảnh nó như thế nào, nên không bao giờ mình bom hàng người ta rồi mình còn gặp cái gì đâu nữa chứ. Ok, la lên hàng xả cho mấy chị nha mấy chị ơi. Ai thích xả gì em xả cho. Rồi còn mấy cái đầm ngủ tặng cho bà gì mặc cho mát mẻ cho chồng thương nè. Còn mấy đầm ngủ xả cho chồng mấy chị mặc mát mẻ cho chồng thương nha mấy chứ. Bây giờ còn màu trắng thôi. Bây giờ còn màu trắng thôi nhở. Bây giờ em bán cái này là hàng nước ngoài, cái này là shop idol hàng nước ngoài nha. Kèm chiếc chế mi luôn, cái mi còn trắng, còn sáng, còn đen. Em bán 70 ngàn một cái đầm ngủ nha. Bây giờ em bán tặng cho mấy chị với giá là, em bán tặng cho mấy chị với giá là nhiêu trời, 59 ngàn. 59 ngàn luôn đi. Còn trắng, còn trắng hai chút đầm trắng, còn hai con thôi. Cái này kèm chip cho em nha. Cái này hàng nước ngoài nha em nha mọi người ơi. Mắc in nè, không phải hàng xưởng Việt Nam nha. Cái này là hồi xưa em bán toàn trăm mấy đó, giờ bán tặng cho chị 59 ngàn về mặt cho mát mẻ chồng nó thương nha mọi người ơi. Bán tặng nốt luôn 59 ngàn nha. Em còn được hai đầm màu trắng phải nhờ. 59 ngàn cho bấm 59 nha. Ai chúc mẻ 59 bấm cho em mẻ 59. Ai chúc mẻ 59 bấm cho em mẻ 59 nha. Cái hệ hàng hiệu nè, cái con này hôm bữa trong lô tao bao giờ 60 mấy ngàn nè, rồi bán tặng chó bà con này chó bà luôn nha. Cái con này hôm bữa của chị Yên Khánh á mà em sót ra bẻ, em bán tặng cho bà đó 60 sao á, bây giờ em bán tặng cho 49 ngàn nha mọi người ơi. Con này Quảng Châu nha mấy chị, con này Quảng Châu nha, em bán tặng cho 49 xu nha. Ai chúc 49 bấm cho em 49 nha mấy chị. Ai chúc áo 49 bấm cho em áo 49 nè. Ai chúc áo 49 bấm cho em áo 49. Ai chốt áo 49 bấm áo 49. Bán tặng cho hết đi. Trời ơi còn nhiều lắm, còn nhiều phải chủ. Áo đỏ 20 bấm áo đỏ 20 nha mấy chị ơi. Ai bấm áo đỏ 20 bấm cho em áo đỏ 20 nha. Ai chốt áo đỏ 20 ngàn gì mặc dưới quần sọt chó đẹp nè. Ai không đang búi tóc mà. Trời ơi mấy cái áo này crop top gì mặc dưới quần sọt lên trắng da lắm mấy má ơi. Đó mấy má thấy đơn giản chưa, rất là đẹp luôn nha. 20 ngàn đi, sót đâu có một cái. Đỏ 20 cho chị Hằng Mơ nè. Mấy cái này em sót lại em sell nốt luôn cho xong nha mấy chứ. Mấy này sót lại đó em sell nốt nha. Đỏ 20 cho chị Hằng Mơ nè. Đỏ 20 cho chị nè. Để em xả hết cho mấy chị, còn gì em sót em xả hết cho mấy chị ơi. Còn gì sót xả hết luôn cho nó vui vẻ nha mấy bà. Ủa nãy giờ có ai không mình không ta? Quên chứ, coi máy này nó có khi nó coi được, có khi nó không coi được mấy bà ơi.
Còn may quá, nãy giờ cũng may cho mình luôn. Rồi một con đầm sơ mi lụa Quảng Châu nha mấy chị ơi, Quảng Châu bán tặng chai 30 luôn nha. Họa tiết nha, cái này ai gì biết phối mới đẹp nha mấy bà ơi. Cái này chế nào biết phối lên kèm cho em cái beo quá là rất là đẹp luôn nha, rất là sang nha. Rồi bán tặng cho 30.000 sơ mi lụa Quảng Châu nha mọi người ơi. Sơ mi lụa Quảng Châu bán tặng cho 30 nè. À, bấm 30, bấm kem 30. À, bấm 30, bấm kem 30. Có là ngũ xám 59.000 màu xám nè. 59.000 màu xám luôn nha. 59.000 màu xám. Rồi con này chở file hàng tao bao nha mọi người, 65.000 là sao á. Hôm qua giờ em lo hàng tao bao, khách nhận hàng được ai cũng khen luôn. Còn sót một con chở file 49 nha. Sợ mà không có tiền lấy. Má xạo ke quá bà ơi, bất xạo ke quá à. 49.000 áo màu này là em là hàng Quảng Châu tao bao nha mọi người ơi. 49.000 áo hồng. Áo hồng chở vai. Con này tiểu thư hồng xả nốt 49 luôn. Về mặt trong váy cho em là siêu xinh nha. Cái này 49.000 hàng tao bao. Máy này hàng tao bao còn sót 1-2 con à. Máy này hàng tao bao nó hơi mắc nha mấy chị yêu. Hàng tao bao thì nó hơi mắc. Dành được khác mua tí. Bill này ít mà. Bill này đâu có nhiều đâu. Còn hai cái chở vai bi nữa nè. Bill này ít lắm má ơi. Bill này không có nhiều đâu. Bill này mua chưa gì hết mà lo gì bà. Bill này ít. Bill này tầm mấy chục à. Má ai giàu bằng má mình bây giờ lên thang. Ai giàu bằng bà mày lên thang với tôi. Ước gì thì một lần được giàu với bà. Cái này là bộ. Cái này là set hàng hot girl. Ai thích rong em xeo cho 90 luôn nè. Trời chất này chất xốp cao cấp luôn các bà ơi. Chất này chất xốp cao cấp nha. Cái này size S chứ size 1. Chứ nào cao cao chơi 1,5 mặt em mà 1,55 trở lên lễ mặt rồi. Má mà rất là buồn. Rất là buồn nhưng mà họ em lùng quá. Set này bán tặng cho mấy chị với giá 90.000 set luôn. Set này chất xốp. Em lấy vô là 140 đó. Em bán ra 149.000 đó mọi người. Bây giờ em xả cho mấy chị 90 luôn. Em lỗ, thật sự xếp này lỗ lắm luôn á. Xếp này hàng xốp. Cái này là hàng xốp Quảng Châu. Cái dây kéo rồi nó làm cho mấy chị dây kéo. Chứ không phải nó làm cho mấy chị là chất thun như hàng của mình đâu. Chất xốp nha, chất đuổi xốp rất là đẹp nha. Sẽ 90 có màu hồng, màu đen với lại màu xanh hay sao á. Sẽ 90 xếp. Xếp này lỗ lò le luôn á. Xếp này lỗ rất là lò le luôn nè bà. Nhiều khi lo bí đi. Đúng rồi, tậu mi. Áo tím bấm cho em áo tím 29.000 nha. Áo tím 29.000. Hiện tại tôi bị sủng dí lắm mấy bà ơi. Bây giờ mùa dịch đó. Bây giờ mùa dịch đó, mấy chị biết sao không? Ai cũng thiếu tiền đó, thiệt sự luôn. Đó là thiệt sự, sủng nào cũng thiếu tiền luôn. Bây giờ em đặt 1.000 bộ đồ ngủ thay vì nó ra hàng xong rồi đi đơn cho em á thì em mới chuyển khoản, em lấy tiền thì trong vòng một tuần hay một tuần em nhận hàng được thì em bán xong em chuyển khoản lại cho nó, rồi chuyển khoản 50 xong bán xong chuyển khoản nữa. Còn bây giờ nó bắt buộc 1.000 bộ đồ đặt cọc cho nó 50% thì nó may, còn không đặt cọc nó không may. Mà mấy chị biết đồ bộ mà nó mắc cỡ nào rồi bà. 1.000 bộ là phải đặt cọc ít nhất là đến 50 triệu cho nó, 50-70 triệu cho nó. Tiền đâu đặt, tiền đâu cọc đó bà. Có bán còn có thôi chứ tiền đâu cọc mấy chị. Thật sự luôn á, bây giờ đuối lắm, bây giờ chạy theo mệt lắm. Nên là em muốn buông bỏ luôn à. Bây giờ có gì bán xong đến khi nào ổn định được like nữa chứ. Ổn định được like à. À thấy em sale xẻ gì không? Định xẻ đồ mà cũng có khách luôn á. Định xẻ đồ cho mà có khách. Trời ơi cái đầm ngủ hơi 2 dây nhờ. Trời ơi cái đầm ngủ 2 dây màu đen này không bủ không để cho con Ngọc Nguyễn Thị Ngọc gì nè. Trời ơi Quảng Châu mà bủ vô nó thấy con này để cho Ngọc nó chốt. Má ô xuất sắc luôn. Tưởng rồi. Ờ đúng rồi, bây giờ mày kêu đặt cọc 1.000 mà. Bây giờ may cho 1k. Bây giờ may cho 1.000 bộ đồ bắt cọc 7-70 triệu thôi. Em chịu quá, em chạy với em không có tiền luôn. Em nói thiệt, đó là sự thật luôn á. Câu giờ ai một xưởng mày cọc 50 triệu lên với là em chốt. Còn cái xưởng hàng của em còn 10 xưởng thì mấy chị tiền đâu mà chốt với bà.
Mấy một con sinh viên như em thì tiền đâu chốt mới chứ. Con sinh viên nghèo như em thì tiền đâu chốt mới trời. Nên có gì bơi đó à. Nha, hết dịch mọi người nhớ ủng hộ em nha mọi người. Hứa hàng sẽ về rất nhiều luôn. Giờ hôm qua mới đặt xưởng Quảng Châu cho mấy bà may cho mấy bà. Tôi thiệt luôn, hôm qua tôi mất đặt xưởng Quảng Châu may cho mấy bà 500 cái áo vú. Nè mấy đó bắt em cọc 30 triệu mà em xoay còn chóng mặt. Mà chưa biết ngày giờ đó nha, 500 cái áo vú chưa biết ngày giờ đó nha mọi người. Em mới đặt cọc 500 cái áo vú luôn, sẽ về nhưng mà chưa biết ngày giờ thôi. Nhanh nhất là ở dịp ngày lễ 2 tháng 9 sẽ có áo vú cho mấy chị. Còn chậm nhất là nó kêu là tới Tết nó mới trả hàng, mà phải cọc 30 triệu đó, quăng 30 triệu vô chưa biết hàng ngày nào về đó. Niềm đau đó mấy bà. Trời ơi, con làm này hàng Quảng Châu nè. Làm này hàng Quảng Châu. Hôm qua quên cho con Ngọc chứ. Quên cho con Ngọc. Đợi đi, hứa sẽ về áo vú đợt này chữ hàng Tết bán. Chứ không có hàng. Mỗi lần may khó khăn quá. Mỗi lần đặt khó khăn vải chuẩn từ Quảng Châu đưa về đặt may khó khăn. Mấy bạn không có áo vú mặc. Em hiện tại trong tủ em hơn 10 cái mà em còn chưa thấy luôn á. Thì bây giờ bán buôn là phải tin tưởng bà. Như hôm bữa tin tưởng mất 30 rồi á. Không, cái này là xưởng làm ăn lâu giờ nên không có sao đâu. Hồi giờ làm ăn là phải cọc á bà. Con lụa này nè, ai thích không? Con lụa này hàng Chanel nha, bán tặng chai 49.000 luôn. Cái con này tem mạc của hàng Chanel, hàng hãng Chanel nữa bà. Tem mạc của Chanel luôn nha. Đó, con lụa. Lụa Quảng Châu. Tới đâu tới, bây giờ em mệt mỏi lắm. Em mệt rồi. Tôi mới bị dụ 30 triệu đó, hôm bữa tôi cũng bị dụ 30 triệu đó bà. Cũng tin rồi, cũng bởi vì nói chung là em làm ăn rất là thiệt tình luôn. Em cũng không nghĩ là em bị lừa 30 triệu thực sự luôn. Hôm bữa em không tin là em bị mất 30 triệu đó mấy chị. Bởi vì hồi giờ làm ăn với em là họ em nhanh gọn lẹ lắm. Em thích bởi vì suy nghĩ của em là mình buôn bán với nhau mà mình nhanh với người ta thì khách của mình mới nhanh với mình. Thì đó, lúc nào có suy nghĩ như vậy thì em cũng băng tiền rồi đó, vẫn cọc rồi vẫn đi hàng đó. Cái lô đó là lô 100 triệu nhưng mà em cọc đi 30 triệu thì không biết là nó có tình trạng lừa đảo với hồn chưa. Mình theo dõi rất là lâu rồi, bởi vì xưởng nó là xưởng ôm lô không mà ôm ít nhất là 500 đến 1.000 cái một sản phẩm, chứ không phải là họ ôm lô như 100, 200 như xưởng Việt Nam mình đâu. Hàng này em không ngờ, nó chơi em một vố, em bóc bay gấp 30 triệu của em đó. Mà bây giờ nhờ, thật sự mà nói về cái đầu đó là xét về lừa đảo đó. Nhưng mà xui cái là trúng ngay mùa dịch. Trúng ngay mùa dịch thì bây giờ em làm bên việc bên công an này kia kia nọ. Thì bây giờ anh cũng nói bây giờ anh có thể làm cho em luôn. Nhưng mà nó rất là lâu và kết quả thì em đã biết người ta đã cố tình lừa mình rồi. Thì nó sẽ không bao giờ có kết quả đợi. Em đợi 1 năm 2 năm thì nó cũng lấn chìm xuống thôi đúng không. Nó như là một đường dây thì sẽ không bao giờ tìm ra được luôn. Nó là một đường dây thì sẽ không bao giờ tìm ra được luôn. Mà mình bắt buộc mình đi tìm 30 triệu đó đi, thì mình phải chi cho người ta thêm 10 triệu người ta mới làm cho mình, mà chưa chắc được mình tìm ra được số tiền đó. Nên em suy nghĩ trong vòng một tuần đó, em có livestream ít đâu, em có livestream nhiều đâu. Em nghĩ là thôi bây giờ bỏ ra 10 triệu để cho người ta làm, thì thôi bây giờ mình coi như cái đó tiền như nó rút cái bệnh của mình đi. Thì thôi đó rồi em mất trắng 30 triệu đó mọi người. Mất trắng luôn á. Cái đó là mất trắng luôn chứ không phải mất thiệt đâu. Mất trắng tay luôn. Chán đời lắm, làm ăn hơn xui bà ơi. Bây giờ chị em kia bả làm ăn mấy năm kia bả còn mất mấy trăm nữa kìa. Bả cũng mới bị lừa mất mấy vụ mấy trăm triệu quá. Bả bị lừa quá mà. Bả là shop lớn trong Sài Gòn luôn á. Mọi người, cái con này em lỡ quẹt cái dấu bút rồi nên em xeo lỗ cho mấy chị với giá 75.000 nha. Về giặt ra giùm em nha mấy chị. Giờ giặt ra giùm em, với lại mặt ở nhà cũng đỡ, nhưng mấy chị trà xà bông nó sẽ ra nha. Rồi em xe cho mấy chị 75.000 chai chốt bộ thỏ hồng này nhớ bà ơi. Một bộ hàng new là 89 nha, bây giờ em xả cho mấy chị 75.000 nha mấy chị ơi. Bộ này là do em lỡ quẹt nha. Hồi chưa, hồi tối qua lên nhóm cũng gặp mấy chủ mấy bà như mình luôn á, thiệt sự. Hôm qua tôi mua hàng Shopee còn mới lừa mới cay kìa. Mua mấy bà ơi, mua hàng Shopee còn tôi còn bị lừa nữa bà. Tôi bị mất 200 mấy chục ngàn. Hồi giờ em mua hàng hàng chơi Shopee là mua hàng shop nước ngoài. Nó chào hàng của em để order. Em mua đó đó, cái bill hàng gì có 200 mấy à.
mà nó không bị lừa nữa. Nó gửi cho em trong đó là cái áo sơ mi như cái dễ lâu vậy, cái áo sơ mi nam caro còn đứng ngồi kia kìa, như cái dễ lâu vậy mà Shopee còn bị lừa nó, đừng nói chi mệt mỏi lắm. Mấy chị mua hàng nhà em đi, em không lừa mấy chị đâu, mấy chị lừa thì tới nhà tìm em nha, thôi tâm sự thôi chứ giờ bán buôn gì. Mấy tháng này giờ giống tháng cô hồn vậy bà, tháng cô hồn của tôi vậy bà, xui lắm, xui dễ mang luôn, bị nhiều lắm bà. Tháng này mất tiền không à, tháng này tháng mất tiền là sao bà. Hôm bữa tôi còn tưởng đâu năm nay chưa, năm nay chưa 23 đâu. Ủa mà 23 tuổi già thì có, hôm nay 23 tuổi già thì có, 23 tuổi già thì đúng rồi, 23 tuổi già ấy bà, 23 tuổi già đúng rồi, 23 tuổi già. Xui bà, dạo này mất tiền ngu không à. Đồ ngủ không em, hiện tại đồ ngủ dài em hết rồi chị ơi, em hết sạch rồi. Ngủ dài có một like, em like hết sạch rồi, hiện tại em chỉ còn ngủ đùi thôi. Ngủ đùi thôi chị, hết ngủ dài luôn rồi, hết sạch luôn á. Hôm qua không còn bộ nào bán luôn rồi, giờ em chỉ còn ngủ đùi thôi. Không còn bộ bông dài này chị, còn bộ bông của lụa mango nè, 18-23 xui xịu lắm. Ờ giờ bà nói tôi mới để ý á, giờ bà nói tôi muốn để ý luôn á, má xui vãi chưởng luôn, làm gì cũng xui á, thực sự làm gì cũng xui á, không bước chân ra khỏi nhà. Tháng 7 đây là em kiêng không bước chân ra khỏi nhà luôn á chị, em không có đi xa, không có đi chơi hay là gọi gọi như là em không ra khỏi nhà luôn á, thậm chí rất là ít khi luôn á, chỉ có trong phòng làm xong đến giờ ăn cơm ngủ xong tới giờ làm thôi. Trời ơi đây nè, đây nè, em chỉ còn bộ bông của mango thôi nè, mango thôi nè, chị lấy không, bộ bông của mango còn bộ em xem cho chị, 99 nha, 99 nha. Từ bây giờ chị có thể là tự dằn lòng mình là như vậy thôi. Bây giờ nằm buồn nằm khóc thì tiền nó cũng đâu ra đâu, kệ mẹ nó, trời thương cho mình làm lại, không bệnh không đau. Chứ trong Sài Gòn người ta chết, người ta chết mà không có chỗ ngủ 2 giây hết sạch rồi chị. Ngủ 2 giây em, chị mặc manh nha, chị mặc đầm không, em có mấy đầm em xeo kìa, em có đầm 2 giây nè. Giờ chỉ mong cho bình an cho mình về gia đình mình, chứ trong Sài Gòn mà coi mấy cảnh mà nó chết mà không có chỗ ấy luôn á, chị thấy không, tội lắm luôn. 2 giây này sale nha, quần red nữ là quần gì chị, quần jean nữ hả, quần jean nữ dài hả. Còn bộ này em sale cho chị nè chị ơi, má bộ này bị xả ra do gì trùng mẫu của khách nè, khách quen nhà em mua bả ghiền quá, bấm luôn hai bộ xem, để xem ghi tên hai bộ giống nhau luôn, 45.000 em xả cho 35.000 hả, em ghi cho hai bộ giống nhau luôn, em xả ra cho bà bớt bộ nè, 35 bấm cho em 35 nha, à bấm mã 35 bấm cho em mã 35. Mã này 59 nè, có màu trắng với màu xám nè, đầm này đầm 2 dây nè, đầm ngủ 2 dây nè. Hoa đó em xả là của chị đó, chị chốt hai bộ xong em lấy ra bớt một bộ đó, chị chưa biết luôn, sáng giờ chị chưa cập nhật tình hình, không biết sáng này chưa biết cửa có hay không nữa, sáng này chưa cập nhật được tình hình ở đây. 35 đó là của chị đó, em có hai bộ nên em xả ra bớt của chị bộ đó, em bán cho khách đó chị ơi. Cái đầm này nè mấy bà, giờ xả 59 luôn, còn màu trắng nè, à đấy trắng xả 59 luôn, xả nốt nè. Hôm nay chưa được cặp được nhọc được tình hình, ngày nào ở trong này nó cũng tăng hết cái kệ bỏ vô cho chị, hai bộ luôn họ. Vậy giờ hôm qua em thấy chị hai bộ nên em mới lấy ra của chị một bộ này trời, đang kìm đồ ngủ thôi đừng, ít bộ nó em về nữa mà, ít bộ nó về cho mấy chị cả ngàn bộ 500 bộ luôn, yên tâm đi, 2 giây nhiều lắm, ít bộ nó lấy đồ mới mà, lấy chi hai bộ trùng đúng không, lấy chi hai bộ trùng vậy, ít bộ thôi. Bộ đỏ nè, bộ đỏ này chị chọn bộ đỏ này thì có quần jean không ạ, à? Quần jean kiểu gì bà, quần jean kiểu gì nhà tôi cũng có. Bộ đỏ này nè 95.000 nè, nhưng mà sale cho mấy chế còn 85.000, ai lấy không, không thì em để em mặc nè. Bộ này đẹp lắm nhưng mà do em bị xả ra kiểu đó, bởi rẻ để dành mà. Rồi
ít bữa em về cho, ít bữa em về cho ổn định cái em cho may cho yên tâm nhiều lắm. Bộ đỏ nó xe cho 85.000 nha, bị bom. Bị bom đó. Yên tâm đi. Ít bữa nữa em về may cho chị bao la mặc luôn, khỏi trùng mẫu. Khỏi trùng mẫu nha. Bây giờ nghỉ nha mấy chế, bây giờ nghỉ làm đơn cho mấy chế. Giờ nó cũng nhiều quá, nghỉ làm đơn nha mấy chị. Có gì mai mốt thì mình gặp nhau nha mấy chế yêu. Mai mốt thì mình gặp nhau mấy chị ha. Nghỉ ít hôm nha mấy chị yêu. Nghỉ ít hôm xong mình gặp lại nhau sau nha. Bởi vì giờ hàng hóa khó khăn lắm mấy chị. Giờ hàng cũng được á. Mấy chị nhớ đừng bỏ em nha. Thôi giờ ổng lên nữa đâu em ơi. Giờ chán rồi quá. Đợi đi, đợi 2 giây đợi. À chuẩn bị có 2 giây đúng rồi. Tầm mấy hôm nữa có 2 giây về đó. Tầm mấy hôm nữa có 2 giây của Quảng Châu về đó, đồ ngủ đó. Nó mới báo em nè. Bye bye mọi người.